Xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 4 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhật của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Dịch Phong lái xe vào một lối nhỏ, chiếc xe nhanh chóng dừng ở một câu lạc bộ tư nhân khá kín đáo. An Mặc Hạ xuống xe, trên mặt ửng đỏ, câu hỏi mập mờ ban nãy còn đang quanh quẩn bên tai cô, nó mang theo chút gì đó ấm áp. Tên tự kỷ này, ai muốn giúp anh nở mày nở mặt chứ? Còn cả tiếng phu nhân kia nữa, nói năng hùng hồn thật đó. An Mặc Hạ bĩu môi, sau khi Chu Dịch Phong xuống xe, cô mới khó chịu đi theo anh vào câu lạc bộ. Mấy chục phút sau, một người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng kiểu dáng mới nhất của Dior bước ra từ trong phòng thử đồ. Kiểu váy rất đơn giản nhưng các chi tiết trên váy vô cùng tinh tế, tôn lên toàn bộ đường nét hoàn mỹ trên cơ thể cô, đôi vai gầy mảnh khảnh, cặp chân dài lộ ra bên ngoài. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống khiến cho người ta cảm thấy cuốn hút. Sau khi búi gọn lại mái tóc ra sau đầu, cô dùng một chiếc kẹp tinh xảo để tô điểm thêm trông đơn giản nhưng lại rất khéo léo khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhạt nhưng động lòng người sống mũi cao thẳng đôi môi mỏng gợi cảm mím lại con người trong vắt chứa hàng ngàn tia sáng thu hút ánh nhìn của bất cứ ai chu dịch phong ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa nhìn an mạc hạ trước mặt con người tối đen chớp chớp trong mắt là vẻ kinh ngạc an mạc hạ hơi xấu hổ cúi đầu gương mặt trắng nõn ưng hồng nhà tao mẫu bảo trông tôi khá ổn anh thấy thế nào chu dịch phong ngẩng đầu dựa vào ghế sofa dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn an mạc hạ sau đó mới gật đầu khen cô. Tôi cảm thấy được đó. Sau đó anh lại nghĩ đến gì đó, nói nhỏ bên tai nhà tạo mẫu thời trang đứng bên. Chẳng bao lâu sau, nhà tạo mẫu lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, bên trong có một sợi dây chuyền kim cương trong suốt. Chu Dịch Phong cầm lấy sợi dây chuyền lên, đi đến trước mặt An Mạc Hạ, đích thân đeo lên cho cô. Hơi thở ấm áp của anh phả lên cần cổ trắng ngần của An Mạc Hạ, khiến cho khuôn mặt vốn đỏ của cô lại đỏ rực hơn nữa. Ừ, như thế này mới hoàn hảo. Nhìn người phụ nữ đang xấu hổ trước mặt, Chu Dịch Phong hài lòng gật đầu. An Mạc Hạ thấy không được tự nhiên, chỉ có thể liếc sang chỗ khác. Ánh mắt nóng rực của Chu Dịch Phong cứ nhìn lên người cô, khiến trái tim cô không kìm được mà run rẩy. Người đàn ông này quá nguy hiểm, cô sợ cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ suy nghĩ gì không nên có với anh mất. Khi bước ra khỏi câu lạc bộ đã gần 7 giờ rồi, Vậy nên Chu Dịch Phong tăng tốc, đúng 7 giờ đến khách sạn 5 sao cao nhất thành phố An Lâm, khách sạn quốc tế Đế Giang. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong từ trên xe bước xuống, có nhân viên lập tức tiến tới đón tiếp, dẫn bọn họ đi vào cửa lớn của khách sạn. Vừa bước vào từ cửa xoay của khách sạn, Chu Dịch Phong khẽ ho một tiếng, dính sát vào người An Mạc Hạ hơn, tự nhiên ôm lấy eo cô, ý bảo An Mạc Hạ khoác tay mình. An Mạc Hạ nhìn động tác của Chu Dịch Phong, do dự một lúc, rốt cuộc thì cũng duỗi cánh tay mảnh mai của mình, khoác lên cánh tay cường tráng của người đàn ông. Hai người cứ như vậy mà tựa sát vào nhau, đi vào đại sảnh tổ chức tiệc của khách sạn. Đại sảnh rộng rãi, sáng loáng, ánh đèn hoa mỹ, chiếu sáng tất cả ngóc ngách của nơi đây. Hơn nữa, tiếng nhạc cổ điển du dương cùng với tiếng người nói chuyện không ngừng vang lên bên tai, khiến cho cả đại sảnh khá thoải mái. Đủ các cậu ấm cô chiêu trang điểm ăn mặc tinh tế đang di chuyển trong đài sảnh, Trên mặt tràn ngập sự tự tin, nhân viên phục vụ bưng ly rượu ngoại lâu năm đi xuyên qua đám người. Trên mặt ai cũng là nụ cười lễ phép. Bầu không khí ở đây giống hệt như những gì ăn mặc hạ tưởng tượng. Yến tiệc của người có tiền luôn như vậy. Cho đến khi giọng nói nhỏ nhẹ vui tai đánh vỡ bầu không khí hỏa nhã của bữa tiệc. Anh Dị Phong, cuối cùng anh cũng đến rồi. Lâm Mạn Mạn mặc bộ lễ phục đáng yêu màu vàng nhạt bước từng bước lớn về phía An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong. Lâm Mạn Mạn trông vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Hôm nay cô ta trang điểm càng tinh xảo hơn, mái tóc xoăn sóng màu hạt rẻ rủ bên bờ vai, trên mặt là nụ cười đáng yêu ngọt ngào, hai mắt sáng lấp lánh trông như một con búp bê đáng yêu. Mà giọng nói của cô ta cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Tất cả mọi người trong đại sảnh, yến tiệc đều tập trung sự chú ý lên người của An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong. Tất cả mọi người đều nghi ngờ, có người cảm thấy hứng thú, có người thì mắt lóe lên sự kinh ngạc. Nói tóm lại, lúc này An Mạc Hạ có thể cảm nhận được đủ loại ánh mắt khiến cho cô cảm thấy căng thẳng, tìm đập thình thịch lâm mạn mạn đi đến trước mặt chu dịch phong gương mặt vốn cười tươi như hoa khi nhìn thấy an mạc hạ bất giác méo sạch đi anh dịch phong hóa ra anh còn đem cả phu nhân thường dân của anh đến đây hả phu nhân thường dân sao an mạc hạ cảm thấy bất an quả nhiên cô lâm mạn mạn đang muốn uy hiếp cô khiến cho cô ý thức được sự hèn kém trong thân phận của mình lông mày của chu dịch phong vì câu nói của lâm mạn mạn mà nhíu lại đôi mắt vốn lặng sóng chợt lóe lên vẻ ác liệt sau đó khóe miệng anh cũng khẽ nhếch lên anh từ từ nói cô lâm nghe dòng điệu của cô có vẻ như không hào hứng lắm khi vợ tôi đến nhỉ nếu đã vậy thì tôi đưa cô ấy về vậy nói xong chu dịch phong lại nhìn lâm mạn mạn kéo tay an mặc hạ định đi ra cửa lâm mạn mạn kinh ngạc khá hốc miệng nụ cười trên khuôn mặt lập tức cưng đơ Cô ta không ngờ mình chỉ bảo An Mạc Hạ là phu nhân thường dân, phản ứng của Chu Dịch Phong lại lớn đến như vậy. Chẳng lẽ Chu Dịch Phong lại có tình cảm với người phụ nữ này thật sao? Không, không thể nào. Sau khi dững sờ mất một lúc, Lâm Mạn Mạn lập tức nũng nịu ngăn lại. Anh Dịch Phong, em chỉ đùa thôi, anh đừng có tức giận. Bên trong cũng đã chuẩn bị xong chỗ của hai người rồi, nếu anh mà đi là không nể mặt em đó. Giọng quấn lâm mạn mạn ngọt ngào mềm mại, mang theo mấy phần khẩn cầu, khiến cho An Mạc Hạ đứng bên cạnh, cũng không khỏi xúc động. Cô lén liếc mắt nhìn Chu Dịch Phong, anh Tuấn đứng bên. Không biết người này vốn khó chịu với Lâm Mạn Mạn hay là cảm thấy tức giận thay cô. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ lắc đầu. Sao có thể chứ? Sao anh có thể vì cô mà đắc tội thiên kim nhà giàu chứ? Cô Lâm chắc cũng nên gọi vợ tôi một tiếng Chu Phu Nhân hoặc cô Chu chứ nhỉ? Hơn nữa, tôi cũng đã kết hôn rồi, Cô gọi tôi là anh Dịch Phong không ổn đâu, chúng ta cũng đâu có quan hệ huyết thống. Nghe thấy Chu Dịch Phong nói vậy, nụ cười gượng gạo trên mặt của Lâm Mạn Mạn lại sụ xuống, cô ta không giả bộ nổi nữa. Tên Chu Dịch Phong này trước nói chuyện với cô ta đâu có nghiêm khắc như vậy, chắc chắn là do An Mạc Hạ gây ra. Cô Lâm nhìn thấy Lâm Mạn Mạn không nói tiếp, Chu Dịch Phong kiên nhẫn nhắc nhở một câu, Lâm Mạn Mạn chỉ có thể đen mặt không cam tâm nói, vậy mời anh Chu và cô Chu vào. Chu Dịch Phong giờ mới rời đi, đưa An Mạc Hạ đi vào trong đại sảnh của buổi tiệc. Đầu của An Mạc Hạ lúc này đã loạn lên rồi. Cô dù có không tin Chu Dịch Phong ra mặt giúp cô, cũng không thể không tin được. Cô vừa cảm thấy ấm áp, vừa cảm thấy hoảng loạn. Cô thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của Chu Dịch Phong. An Mạc Hạ đi theo Chu Dịch Phong đi một vòng quanh đại sảnh buổi tiệc. Chu Dịch Phong giới thiệu cô với mọi người do trước kia lễ kết hôn của an mạc hạ và chu dịch phong rất khiêm tốn nên mọi người đều biết chu dịch phong đã kết hôn nhưng chẳng mấy ai từng gặp mặt an mạc hạ đám cầu ấm nhà giàu này ai ai cũng hiếu kỳ nhìn cô trong lòng thầm đoán lai lịch của an mạc hạ đồng thời cảm thấy cuộc hôn nhân này của cô sẽ không có kết quả tốt ai lại không biết đến chu dịch phong là một cầu ấm nhà giàu cho dù bây giờ người vợ này của anh ta nhận được sự yêu thương nhất thời nhưng chắc chẳng bao lâu sau nữa sẽ bị đá vào lãnh cung thôi. An Mạc Hạ có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Cô vốn cho rằng mình không để ý, dù sao thì cô cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa của Chu Dịch Phong. Cho dù không nhận được tình yêu của anh, cũng không đau lòng. Nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt phức tạp đang nhìn mình, cô vẫn cảm thấy hơi bối rối. Nói không quan tâm chút nào, không buồn chút nào thì cũng không đúng. Mặc dù không hiểu tình cảm của mình đối với Chu Dịch Phong rốt cuộc là thế nào, nhưng khoảng thời gian ở bên Chu Dịch Phong này, cô thực sự có chút tình cảm đặc biệt với anh. Mạc Hạ, cô đi đến chỗ đó đợi tôi, tí nữa tôi sẽ qua. Chu Dịch Phong giới thiệu cho An Mạc Hạ một cặp vợ chồng giàu có, sau đó liền bị anh chồng kia gọi lại. Anh ta muốn đưa anh đi gặp ai đó. An Mạc Hạ gật đầu, nhìn thấy Chu Dịch Phong rời đi, cô đành đi dạo quanh khu tự phục vụ đồ ăn nói thật yến tiệc của mấy kẻ giàu có vô cùng buồn chán đến bây giờ chuyện duy nhất mà cô làm chỉ là được chu dịch phong giới thiệu mình cho người khác không biết mục đích chu dịch phong đưa cô đến buổi tiệc này là gì nữa nghĩ đến đây vai của an mạc hạ đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái quay đầu nhìn thì thấy ánh mắt như đang cười của một người đàn ông Gương mặt của người đàn ông này trông vô cùng anh Tuấn, nhưng trông anh ta hoàn toàn không giống mấy cậu ấm mặc bộ tây trang thẳng tắp. Ngược lại, mang phong cách bướng bình bất tuân. Bộ trang phục cũng rất khác biệt. Áo jacket thoải mái, kết hợp cùng với quần bò sách, tóc nhuộm màu hạt rẻ, trông đẹp trai nhưng cũng khá là kiêu căng. Người đàn ông này chẳng phải ai khác, chính là Lý An Kiệt. Hôm đó cô đã gặp trong biệt thự của Sa Ngọc Lệ, cũng chính là người đàn ông hôm đó bỏ thuốc cô. An Mạc Hạ lập tức cảm thấy lo lắng, theo bản năng tìm kiếm Chu Dịch Phong trong đại sảnh, nhưng không biết Chu Dịch Phong đi đâu rồi, cô chẳng tìm được anh. Nhìn nét mặt sợ hãi của cô, nụ cười trên mặt của Lý An Kiệt càng tươi hơn. Anh ta cứ dán sát người về phía An Mạc Hạ, hí hửng nói. Sao vậy? Cô có vẻ sợ tôi nhỉ? Hơi thở ấm áp của người đàn ông phà bên tai cô, dọa cho An Mạc Hạ lùi về phía sau mấy bước. Lý An Kiệt, đây là chỗ công cộng, Phiền anh chú ý lời nói của mình. Dù sao thì tôi cũng là vợ của Chu Dịch Phong. Lý An Kiệt cười khẩy một tiếng khinh thường nói. Vợ của Chu Dịch Phong thì sao chứ? Cô muốn dùng Chu Dịch Phong để dọa tôi sao? Vừa dứt lời, Lý An Kiệt không những không lùi về sau, ngược lại còn lấn người về phía An Mạc Hạ. Thuận thế kéo tay cô, dẫn cô ra cửa sau. Bởi vì chỗ An Mạc Hạ cách cửa sau khá gần, mọi người trong bữa tiệc đa phần đều tập trung ở trung tâm của đại sảnh để nói chuyện. Nên chẳng ai chú ý đến cảnh này an mặc hạ bị người đàn ông thô lỗ kéo ra khỏi đại sảnh của bữa tiệc lý an kiệt rốt cuộc thì anh muốn làm gì suốt quá trình an mặc hạ thử dãy ra nhưng sức lực của đàn ông quá lớn dù cô có dãy thế nào thì cũng không có tác dụng chỉ có thể để mặc lý an kiệt kéo cô đi cho đến một khu hành lang khá kín lý an kiệt mới thả tay an mặc hạ ra mà cô vì bất ngờ bị thả ra nên loạn trọng ngã xuống đất lý an kiệt anh đưa tôi đến đây để làm gì An Mạc Hạ nhỏ giọng nói, ngẩng đầu tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, "Làm gì sao?" Lý An Kiệt híp mắt nhìn cô, đôi mắt lộ ra vẻ nguy hiểm, ánh mắt không kìm được liên tục nhìn lên người cô, "An Mạc Hạ, hôm nay cô trang điểm xinh đẹp thế này, cô nói xem, tôi muốn làm gì?" Nói xong, Lý An Kiệt ngồi xổm xuống, niết chiếc cằm trắng nõn của cô, ép cô nhìn về phía mình. Từ khi An Mặc Hạ khoác tay Chu Dịch Phong bước vào cửa sảnh của bữa tiệc, Lý An Kiệt đã chú ý đến cô, đồng thời ánh mắt anh ta cũng không thể nào rời khỏi người phụ nữ này được. Hôm đó khi gặp được cô trong biệt thự của chị họ Giang Ngọc Lệ, anh ta đã động lòng với An Mặc Hạ rồi, nếu như không thì anh ta sẽ không to gan chuốc thuốc người phụ nữ của Chu Dịch Phong. Hôm nay, An Mặc Hạ trang điểm xinh đẹp thế này, càng thu hút ánh mắt của mọi người hơn, khiến cho Lý An Kiệt càng thèm khát cô. Vậy nên mới tìm người dẫn chu dịch phong đi, rồi đưa An Mạc Hạ đến vườn hoa phía sau nơi không có ai. An Mạc Hạ, chuyện lần trước vẫn chưa thành, hay là bây giờ chúng ta hoàn thành nốt đi. Vừa hay ông đây tâm tình hôm nay không tốt, công ty lúc trước tôi hợp tác thành lập cũng bị người ta gây chuyện, tổn thất một khoản lớn, cô giúp ông đây vui vẻ chút, an ủi trái tim bị tổn thương của tôi. Nghe thấy lời của Lý An Kiệt nói, An Mạc Hạ sợ hãi mặt tái mét, cho dù phản ứng của cô khá chậm nhưng từ giọng điệu của lý an kiệt có thể đoán được ý của anh ta người đàn ông này to gan đến mức dám có ý đồ xấu với cô trong buổi tiệc của giới thượng lưu sau nơi này vô cùng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây bị gió hè thổi ngoài ra chỉ có tiếng thờ hổn hển vì căng thẳng của an mạc hạ lý an kiệt anh điên hả anh biết đây là đâu không một lúc sau an mạc hạ mới và đứng lại Cô hét lớn, thử đứng dậy chạy về phía đằng xa có ánh đèn, nhưng vừa đứng dậy chạy được hai bước, đã bị Lý An Kiệt kéo về. Lần này cô va vào lồng ngực cứng rắn của người đàn ông. Lý An Kiệt nắm lấy vòng eo thon của cô, giam cô trong cơ thể mình, khiến cô không thể động đậy. Lý An Kiệt, anh buông tay cho tôi. Nếu anh dám đối xử với tôi như vậy, chủ dịch Phong sẽ không tha cho anh đâu. Nghe thấy tên chu dịch phong, Lý An Kiệt hung hăng nhổ nước bọt xuống đất. <laughs> chu dịch phong thì là cái thá gì mà tôi phải sợ. Hôm nay cô đừng hòng chạy thoát, tôi nhất định sẽ giúp cô có một đêm khó quên. Nói xong, Lý An Kiệt bá đạo hôn lên mặt của An Mạc Hạ, đầu tiên hôn lên gò má trắng nõn của cô, sau đó hôn một đường đi xuống, hôn đến chiếc cổ nõn nà, nụ hôn khẽ khàng dần dần trở nên cuồng nhiệt, điên cuồng như cướp đoạt mọi thứ. An Mạc Hạ chỉ cảm thấy nổi da gà, cảm thấy buồn nôn trước sự đụng chạm của người đàn ông này, dường như chỗ đồ ăn cô vừa ăn sắp phun ra vậy. "Lý An Kiệt, anh mau dừng tay, anh còn dám làm vậy?" tôi sẽ chết cho anh xem. Đến lúc đó có hóa thành quỷ thì tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu. An Mạc Hạ run rẩy kêu la, con người trong trèo cũng trở nên đỏ thẫm. Động tác của Lý An Kiệt hơi ngừng lại, khinh thường nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ, cô bớt tỏ ra thuần khiết đi. Cô có thân phận gì mà câu dẫn được Chu Dịch Phong? Mọi người ai cũng biết, cô hầu hạ Chu Dịch Phong thế nào thì cứ hầu hạ tôi như thế. Yên tâm, Chu Dịch Phong cho cô thứ gì thì tôi cũng cho cô thứ đó. Nói xong, động tác của Lý An Kiệt càng thô lỗ. Anh ta không chỉ hôn thôi, bắt đầu liều mạng xé váy của An Mạc Hạ, thử tiến hành bước tiếp theo. Khi An Mạc Hạ không thể nào dãy dụa được khỏi sự trói buộc của anh ta, khi cô cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên có một bóng người xuất hiện từ đằng xa. Chỉ trong một giây, bóng người đó xông đến trước mặt Lý An Kiệt, tùng cước đạp người đàn ông đang chìm đắm trong dục vọng này ra. Sau đó, trong màn đêm, vang lên giọng nói lạnh lẽo như đến từ địa ngục của Chu Dịch Phong. Lý An Kiệt, Mày biết mình đang làm gì không? Trong lúc nói, hai mắt của Chu Dịch Phong đen kịt như bắn ra những tia sét lạnh. Sau đó nhìn chằm chằm về phía Lý An Kiệt đang co người nằm dưới đất. Có phải công ty của mày tổn thất chưa đủ, nên đến mạng của mày cũng không cần nữa không? Lý An Kiệt co người ngồi dưới đất, không tin nổi nhìn Chu Dịch Phong. Bà nãy, mày nói cái gì? Chu Dịch Phong lại nói lại. Tao nói chẳng lẽ mày thấy lúc trước mình đền bù chưa đủ tiền, nên đến mạng cũng không cần sao? Miệng anh nở một nụ cười độc ác, đáy mắt lạnh như băng, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Ngay cả Lý An Kiệt trước giờ chưa từng coi trọng Chu Dịch Phong ra gì, cũng khiếp sợ, cơ thể bất giác run rẩy. Sau khi phản ứng lại, anh ta to mồm mắng lớn, Chu Dịch Phong, hóa ra là do mày làm. Nói xong, Lý An Kiệt đột nhiên đứng dậy, thử tấn công Chu Dịch Phong, nhưng khi anh ta vừa lại gần Chu Dịch Phong, đã bị anh đạp một cước. Tiếng động nặng nề lại vang lên, lý an kiệt đau đớn co người dưới đất mãi mà không nói được câu nào lý an kiệt mày thực sự nghĩ tao không dám làm gì mày sao chu dịch phong vừa nói vừa đi đến trước lý an kiệt đang đau đớn đứng từ trên cao nhìn xuống hôm nay hai cước này của tao chỉ là để cảnh cáo mày nếu như mày còn có ý đồ bất chính gì với vợ của tao tao nhất định sẽ lấy mạng mày nói xong chu dịch phong cong lưng áp sát lý an kiệt ánh mắt sắc bén như sao lạnh lùng nhìn lý an kiệt Chu Dịch Phong tao, mặc dù không được nhà họ Chu yêu quý, nhưng tao tin để xử lý một thằng công tử bột ăn bám nhà họ xa như mày thì cũng không phải là vấn đề lớn đâu. Lý An Kiệt nằm dưới đất nghe thấy vậy, cơ thể không khỏi run lên, anh ta hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Chu Dịch Phong, mày, mày, mày dám? Chu Dịch Phong ưỡn thẳng lưng nhún vai. Mày xem tao có dám không? Vừa dứt lời, anh không quan tâm đến Lý An Kiệt đang nằm dưới đất nữa, mà đi thẳng đến trước mặt An Mạc Hạ, cởi áo khoác bộ âu phục của mình, khoác lên vai cô, sau đó ôm An Mạc Hạ còn đang run rẩy vào ngực. Sự độc ác trong mắt dần dần biến thành vẻ dịu dàng. An Mạc Hạ, không sao, đừng sợ, bây giờ tôi đưa cô về nhà. Chủ dịch phòng không đưa An Mạc Hạ quay lại dành tổ chức tiệc, mà đi thẳng từ vườn hoa ra bãi đậu xe dọc đường đi an mạc hạ tựa vào vai chu dịch phong nỗi sợ ban nãy mãi không biến mất cô chỉ có thể tựa vào người đàn ông này mới có thể cảm thấy yên tâm đôi chút mà chu dịch phong thì cũng để an mạc hạ dựa vào trong mắt đen gợn sóng li ti nếu như không phải hôm nay anh đưa cô đến buổi tiệc vớ vẩn này thì chuyện ban nãy sẽ không xảy ra chu dịch phong thầm mắng mình một câu sau này anh còn đầy cơ hội để giới thiệu an mạc hạ với người khác cần gì phải nóng vội như vậy chưa bạn nãy nếu không vì anh nhạy bén, phát hiện ra đám người này đang cố ý vây lấy mình, thì chắc anh không thể phát hiện ra sợi dây chuyền rơi ở cửa sau của An Mạc Hạ. Cũng không đi đến vườn hoa của khách sạn, càng không thể phát hiện ra Lý An Kiệt có ý đồ bất chính với An Mạc Hạ. Nếu như anh không kịp thời phát hiện ra, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong không kìm được cảm thấy lo lắng. Anh nghiêng đầu nhìn An Mạc Hạ, đang nhìn vào mình vòng tay ôm cô càng chặt thêm mấy phần. Nếu như nói lúc trước tình cảm của anh đối với cô khá mơ hồ thì bây giờ anh đã hiểu ra tất cả. Anh không thể từ bỏ người phụ nữ này, mất cô, anh sẽ phát điên mất. Anh chưa từng để ý đến bất kỳ người phụ nữ nào, đến bây giờ anh chỉ có mình cô, An Mạc Hạ. Chu Dịch Phong cẩn thận đỡ An Mạc Hạ vào ghế phó lái, sau đó dịu dàng thắt đai an toàn cho cô, rồi mới dẫm chân ga, lao vút về nhà. Đến khi ánh đèn ấm áp của căn phòng chiếu lên người An Mạc Hạ, cô mới hoàn hồn lại, nhìn Chu Dịch Phong đang ngồi bên cạnh mình. Chu Dịch Phong, tôi không sao, ngủ một giấc là ổn thôi, anh không cần phải ngồi đây với tôi đâu, anh quay về ngủ đi. Chu Dịch Phong nhìn người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường, không chắc chắn nói, thật là không sao chứ. Để khiến Chu Dịch Phong tin tưởng mình thật sự không sao, An Mạc Hạ cố nở nụ cười rán lạn. Tôi thật sự không sao mà, Chu Dịch Phong nhìn cô thêm vài giây, sau đó mới đứng dậy, đi ra cửa phòng, vừa định đi ra liền nghe thấy tiếng cô ngăn anh lại. "Sao vậy?" Chu Dịch Phong quay người nhíu mày hỏi. An Mạc Hạ do dự một lúc rồi mới nói: "Hôm nay thật sự cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu tôi." Nghe thấy vậy, Chu Dịch Phong liền mỉm cười, anh cười không phải vì An Mạc Hạ khen mình mà cảm thấy quá nực cười, mình là chồng cô, cứu vợ mình chẳng phải chuyện đương nhiên sao, cần gì phải nói cảm ơn chứ? Có điều thôi kệ đi vậy, anh cũng không cần tranh luận cái này với cô làm gì, mình tự biết là được, sau này tìm cơ hội thích hợp nói với cô sau, bây giờ anh không muốn chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa với cô nữa. Vậy nên, Chu Dịch Phong không nói gì, chỉ phất tay, sau đó dặn dò An Mạc Hạ nghỉ ngơi thật tốt, rồi mới quay về phòng mình. An Mạc Hạ nhìn bóng lưng người đàn ông dần biến mất, trong lòng lại trào lên cảm giác phức tạp, cô thật sự rất muốn cảm ơn anh vì đã cứu mạng mình nếu như không có anh bây giờ cô khó có thể tưởng tượng được tình cảnh của mình cô có thể thấy được lúc đó anh đã rất tức giận khi nhìn thấy cô bị xỉ nhục cơn giận này hoàn toàn vượt qua phạm vi của một người bạn bình thường lại thêm tối đó sự bảo vệ của chu dịch phong với cô khiến cho an mặc hạ không thể không cho rằng anh có ý gì đó với cô an mặc hạ lắc đầu chu dịch phong chắc không thích cô đâu cùng lắm là có hào cảm với cô thôi anh vốn rất đa tình quen biết đã lâu, khó tránh nảy sinh tình cảm khác thường, giống như cô đối với anh vậy. Hơn nữa giữa bọn họ còn có sở mạn doanh, cô ta còn có con với Chu Dịch Phong, có cô ta ở đây, chắc bọn họ sẽ không bao giờ ở bên nhau được. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ không khỏi cảm thấy khổ sở. Cô không rõ bản thân mình rốt cuộc buồn khổ chuyện gì, chỉ biết có thứ tình cảm vô danh đang đè ép cô, khiến cô không thể thở nổi thôi đi vậy không nghĩ nữa ngày mai còn nhiều việc đang đợi cô ở công ty lắm sáng ngày hôm sau an mạc hạ dậy rất sớm nói đúng hơn là không ngủ được cả đêm cứ trằn trọc trên giường trong đầu là càng ngàn suy nghĩ Ngoài nỗi sợ vì bị Lý An Kiệt làm chuyện đó tối qua, thứ khiến cô lo lắng hơn là vướng mắc giữa bản thân và Chu Dịch Phong. Mặc dù cô vẫn luôn ra lệnh cho bản thân không được nghĩ nhiều, nhưng não cô không nghe, không cho cô nghĩ, khiến cô càng không khống chế được bản thân. May mà bây giờ, An Mạc Hạ không phải là một kẻ thất nghiệp, không có chuyện gì để làm, công việc có thể khiến cô tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh ăn mặc hạ xuống giường, mở tủ quần áo cạnh giường ra, chọn một hồi, cuối cùng thì cũng lấy ra được một chiếc váy liền vừa đẹp vừa chuyên nghiệp. Hôm nay tập đoàn tài chính Chu thị sẽ tiếp đón khách hàng Kali đến từ nước Mễ. Tối qua cô đã nhận được tin nhắn của quản lý Lục Hiểm Như cô ấy yêu cầu toàn bộ nhân viên phòng quan hệ công chúng nhất định phải chú ý hình tượng của mình, không được để tập đoàn tài chính Chu Thị mất mặt. Vậy nên, An Mạc Hạ ngồi trước gương trang điểm một lúc lâu. Khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trẻ trung trong gương, cô mới hài lòng gật đầu, ép bản thân mỉm cười. Sau đó lấy ra mấy bộ quần áo hay mặc trong tủ để vào vali, rồi kéo vali ra cửa phòng. Trên đường đi qua phòng Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ chợt dừng lại. Cô chần chừ nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, Nhiệm vụ của cô là đi theo Kalari đến ngủ lại ở khách sạn của anh ta, không biết phải ở lại bao lâu, không biết có thể nói trước với Chu Dịch Phong một tiếng không. Khi An Mặc Hạ còn đang do dự, cửa phòng trước mặt đột nhiên mở ra, An Mặc Hạ không kịp phòng bị, nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt của anh. Khi nhìn thấy An Mặc Hạ, đôi mắt anh chợt lóe lên sự vui vẻ, nhưng sau khi nhìn thấy cô kéo chiếc vali cỡ nhỏ, niềm vui đó chợt biến mất. An Mặc Hạ, cô muốn đi đâu? Chu Dịch Phong tiến lên phía trước, kéo mạnh lấy tay của An Mạc Hạ, giọng điệu rõ ràng có mấy phần hoảng loạn. Kỳ hạn hợp đồng kết hôn của chúng ta là 3 năm, chưa hết 3 năm, cô đừng có hỏng đi đâu, đừng quên, hợp đồng của chúng ta là giấy trắng mực đen rõ ràng. An Mạc Hạ sững sờ trước câu nói của Chu Dịch Phong, vừa định mở miệng cãi lại đã bị người đàn ông này kéo mạnh, cô không đứng vững, ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh hơi thở quen thuộc đi kèm với mùi nước hoa nhàn nhạt, nhạt cứ quanh quần quanh sống mũi của cô khiến cô bất giác cảm thấy hoảng loạn không đợi an mặc hạ hoàn hồn lại đã nghe thấy giọng của chu dịch phong vang lên từ trên đỉnh đầu không tùy tiện lười biếng như mọi khi mà thay bằng vẻ lạnh lùng bá đạo chưa từng có an mặc hạ cô nghe rõ cho tôi trong kỳ hạn ba năm của bản hợp đồng cô đừng hòng đi đâu chỉ được ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi Nói xong lực tay ôm lấy an mạc hạ của Chu Dịch Phong mạnh thêm mấy phần, có vẻ như sợ cô bỏ chạy. Tôi biết chuyện tối qua đã gây đả kích rất lớn cho cô, nhưng cô yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô. Nghe thấy lời Chu Dịch Phong nói, An Mạc Hạ vừa tức vừa buồn cười. Chu Dịch Phong nghĩ gì vậy chứ? Tưởng cô bị chuyện tối qua kích thích nên định cao chạy ra bay sau vậy nên an mặc hạ thử dãy khỏi vòng tay của chu dịch phong giải thích rõ với anh nhưng ai ngờ cô vừa cử động sức lực của chu dịch phong lại tăng lên khiến cô khó có thể thở nổi an mặc hạ chỉ có thể bất lực trôn đầu trong lòng anh nói chu dịch phong tôi muốn đi lúc nào chưa cô không muốn đi sao một lúc sau giọng nói nghi ngờ của chu dịch phong mới vang lên vậy sáng sớm ra cô kéo hành lý làm cái gì an mặc hạ cạn lời liếc mắt tôi chỉ là có nhiệm vụ của công ty phải đi công tác mấy ngày nghe thấy an mặc hạ nói vậy chu dịch phong cuối cùng cũng thở dài thả cô ra nhưng đôi mắt vẫn lóe lên sự ngờ vực thật sao thật đó anh chu tôi mà muốn cao chạy xa bay thật tôi sẽ không vác cái vali nhỏ thế này đâu dù sao cũng phải mang vác cái vali cỡ ba tư mới để đủ đồ được vẻ lạnh lùng trong mắt chu dịch phong cuối cùng cũng chuyển sang ấm áp tiếng thở vào nhẹ nhõm khẽ vang lên trong căn phòng công ty bảo cô đi công tác ở đâu chu dịch phong nói an mặc hạ trột dạ tranh ánh mắt anh cô chưa nói cho anh biết mình vào làm ở tập đoàn chu thị chỉ cảm thấy bây giờ tạm thời không cần nói nếu nói chủ dịch phòng có thể sẽ không cho cô đi làm vậy nên an mạc hạ chỉ có thể bịa ra một địa danh lúc nào về anh hỏi tiếp chắc tầm một tuần cụ thể phải xem sắp xếp của công ty cái này an mạc hạ cũng không rõ cô thực sự không biết calari muốn ở lại thành phố an lâm này mấy ngày Nghe xong, Chu Dịch Phong cao ngạo nhìn An Mạc Hạ một cái, đang định mở miệng hỏi An Mạc Hạ tiếp, An Mạc Hạ lập tức kéo vali chạy xuống tầng. À, tôi không nói với anh nữa. Quản lý yêu cầu tôi 8 giờ phải có mặt ở công ty. Hơn nữa tôi sắp muộn rồi. Khi nào quay về thì tôi kể với anh sau nhé. Vậy để tôi đưa cô đi. Chu Dịch Phong đứng sau lưng An Mạc Hạ nói. Không cần đâu. Đợi anh tắm rửa thay đồ thì muộn mất. Tôi tự gọi taxi đi thì nhanh hơn. Nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, Chu Dịch Phong khẽ cao mày. An Mạc Hạ có vẻ gì đó rất kỳ lạ, dường như cô đang lừa anh điều gì đó. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong lập tức quay về phòng, nhấc điện thoại di động ở đầu giường lên bấm một dãy số. Trương Dương, cha giúp tôi dạo gần đây, vợ của tôi An Mạc Hạ đang làm việc ở đâu? Tại phòng quan hệ công chúng của tập đoàn tài chính Chu Thị, tất cả nhân viên đều tập trung trong văn phòng. Lục Hiểu Như là người cuối cùng đến. Hôm nay cô ấy cũng trang điểm rất tỉ mỉ. Mặc dù chỉ mặc chiếc váy công sở màu đen, nhưng nó được thiết kế rất vừa người. Vừa nhìn là biết do nhà thiết kế nổi tiếng có tay nghề cao làm nên. Bộ đồ này đã thể hiện hết đường cong trên cơ thể cô, thu hút ánh mắt của mọi người. Rãnh ngực đằng trước, lúc ẩn lúc hiện, rất hấp dẫn, nhưng không thể khiến cho người ta cảm thấy lẳng lơ. Lớp trang điểm trên mặt cũng rất khéo léo, tinh xảo Hơn nữa, cô ấy còn búi tóc cao, khiến cho bản thân trông rất xinh đẹp, nhưng cũng không hề thiếu đi vẻ trẻ trung. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Đôi môi cô khẽ hé mở, Ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt của mọi người trong phòng làm việc. "Nếu như xong rồi thì bây giờ chúng ta lập tức đến sân bay đón người." Dưới sự dẫn dắt của Lục Hiểu Như, một đoàn nhân viên xinh đẹp của phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Chu thị đứng ở vị trí cửa đón khách. Đoàn người xếp hàng ngay ngắn lập tức thu hút sự chú ý của những người qua lại, trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người ở sân bay. Lục Hiểu Như giơ cổ tay xem đồng hồ, 10 giờ 55 phút, máy bay của Calari sắp hạ cánh xuống thành phố An Lâm rồi. Tôi xác nhận lại lần nữa, lát nữa Calari đến sân bay, tất cả mọi người đều biết rõ việc cần làm rồi chứ. Lục Hiểu Như quay đầu nhìn mọi người nghiêm túc nói. Cô ta vừa dứt lời, đám đông vang lên tiếng trả lời đồng thanh. Lục Hiểu Như gật đầu, khi nhìn về phía cửa lên máy bay lần nữa, thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn từ bên trong đi ra. Người đàn ông đó cao khoảng 1m9, vừa đi ra, lập tức nổi bật hơn hẳn tất cả mọi người xung quanh, khiến cho người khác không thể không dồn sự chú ý lên anh ta. Lại thêm việc, anh ta mang dòng máu lai hoa mễ, mái tóc có màu vàng kim trong huyết thống của bố, còn có đôi mắt đen láy được di chuyển từ mẹ, nhưng đôi mắt sâu hơn người châu Á bình thường. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất cao quý. Ánh mắt của An Mạc Hạ cũng phải dõi theo người đàn ông cao lớn đó. Hôm qua, khi cô giúp Dương Phán Phán sắp xếp tài liệu đã nhìn thấy ảnh của người này, chính là đối tượng mà đám người bừng bừng khí thế bọn họ phải đón tiếp lần này. Khách hàng Đức Mễ Calary. Lục Hiểu Như nhìn thấy Calary chậm rãi bước về phía bọn họ, lập tức giơ tay với đồng nghiệp phía sau ra hiệu bước lên phía trước nghênh đón. "Anh Calari tôi là Lục Hiểu Như, trưởng phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Chu Thị, đã lâu không gặp." Nói xong, khóe miệng của Lục Hiểu Như cong lên một nụ cười theo phép lịch sự tiêu chuẩn. Ánh mắt của Calary lướt nhìn trên người Lục Hiểu Như, sau đó lại nhìn đội ngũ hào hùng phía sau Lục Hiểu Như, lúc này mới nở nụ cười hài lòng, cười nói: Ô, cô Lục, đúng là đã lâu không gặp, cô vẫn đẹp như xưa. Tuy Calari sống ở Mỹ, nhưng anh ta nói tiếng Hoa vô cùng lưu loát. Nếu như không nhìn bề ngoài mà chỉ nghe giọng nói, thì hoàn toàn không thể nào đoán ra anh ta là người nước ngoài. Nói xong, Calari liền ôm Lục Hiểu Như, còn Lục Hiểu Như cũng không hề ngại ngùng ôm lại. Sau đó, hành lý trong tay Calari được đồng nghiệp đi cùng cầm đi. Lục Hiểu Như liền dẫn Calari xài bước về phía chiếc xe đang đợi ở bên ngoài sân bay. Chuyến này có ba người đi cùng Kalari, hai là một nữ, đều tóc vàng mắt xanh. Bọn họ và Calary cùng được sắp xếp ngồi trên một chiếc xe công vụ Spider cùng với Lục Hiểu Như và một đồng nghiệp nam khác. Còn mấy nhân viên phòng quan hệ công chúng như An Mạc Hạ lại lần lượt ngồi lên trên mấy chiếc xe công vụ phía sau. Thực ra mấy người bọn họ đến sân bay cũng chẳng để làm gì, chỉ vì con người Calary yêu thể diện, thích phô trương, thích hưởng thụ cảm giác được người khác chú ý cho nên mới bảo bọn họ đến làm nền. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp theo là phục vụ sinh hoạt hàng ngày của Calary ở thành phố An Lâm. Bởi vì An Bạc Hạ mới đến công ty chưa lâu, cho nên cũng không biết mục đích cụ thể Calary đến Trung Quốc lần này, nhưng khi nghe đồng nghiệp thảo luận cũng hiểu được một chút, Calary có một dự án lớn mang tầm quốc tế, tìm công ty trong nước để hợp tác, còn tập đoàn Chu Thị chính là một trong những lựa chọn của Calary, nhưng ngoài tập đoàn Chu Thị còn có hai doanh nghiệp nữa. Mục đích lần này của Calary chính là chọn một công ty xuất sắc nhất trong số 3 doanh nghiệp. Vì sức ảnh hưởng của tập đoàn Chu Thị ở trong nước là lớn nhất, cho nên Calary chọn khảo sát tập đoàn Chu Thị đầu tiên. Wow, không ngờ Calary đẹp trai thật đấy. Vương Thục Cầm, một đồng nghiệp ngồi cùng xe với An Mạc Hạ nhận xét, cô ta giống như An Mạc Hạ, đến công ty chưa được bao lâu, cũng được đặt cách tuyển vào để đón tiếp Calorie. Dương phán phán ngồi ở hàng ghế trước quay đầu nhìn cô gái vừa nói một cái, khóe miệng cong lên nụ cười khó hiểu. Cô gái à, cô đừng bị vẻ bề ngoài của Calari mê hoặc. Ý chỉ là sao chứ? Chẳng lẽ anh ta lại mặt người dạ thú chắc? Vương Thục Cầm nghe Dương Phán Phán nói như vậy, tò mò ngó đầu lên. Ngay cả An Mạc Hạ cũng dồn ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dương Phán Phán. Dương Phán Phán thần thần bí bí lắc đầu, cố ý thừa nước đục thả câu. Không từ nói, không thể nói, không thể nói. Nói xong, cũng không biết là cố ý hay vô ý, đột nhiên cô ta liếc An Mạc Hạ một cách khó hiểu. An Mạc Hạ bị Dương Phán Phán liếc một cái mà trong lòng run lên, một cảm giác bất an khó hiểu sôi sục trong đáy lòng. Bắt đầu từ lần trước, cô ta cố ý đẩy việc túc trực ở khách sạn cho cô, cô đã ngầm cảm thấy Dương Phán Phán này có gì đó không ổn, bây giờ lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, chắc chắn là có vấn đề. Chẳng lẽ Cali này thực sự là mặt người giả thú sao? Ôi trời ơi, chị phán phán, chị đừng có lấp lửng nữa, bảo nói cho tôi biết có được không. Vương Thục Cầm thấy Dương Phán Phán nói như vậy thì càng hiếu kỳ, kéo tay áo của cô ta đeo bám nói. Nhưng Dương Phán Phán không chịu tiết lộ, chỉ nói đến lúc đó bọn họ sẽ biết. An Mạc Hạ ở một bên cũng nhiều lần muốn hỏi Dương Phán Phán rốt cuộc Calari có vấn đề gì, nhưng lời đến bên miệng thì lại bị cô nuốt vào bên trong. Thôi bỏ đi, dù sao thì có hỏi Dương Phán Phán cô ta thì cô cũng không nói với cô. Nước đến thì đất chặn, bình đến thì tướng ngăn, được tới đâu hay tới đó vậy. Ở nơi đông người như khách sạn, có lẽ mặc dù Calari thực sự là mặt người dạ thú, chắc cũng sẽ không làm gì bừa bãi được. Trong lúc An Mạc Hạ vẫn đang dối bời suy nghĩ, tất cả đoàn xe liền tiếp đón Calari chậm rãi dừng ở cửa tập đoàn của Chu Thị. Lục Hiểu Như tiếp đón Calari và đồng nghiệp đi cùng anh ta vào trong tòa nhà Chu Thị. Vừa vào cửa, An Mạc Hạ đã thấy ba người đàn ông mặc âu phục đứng hiên ngang ở chính giữa đại sảnh. Một người trong đó lớn tuổi hơn một chút, nhưng vì được chăm sóc kỹ càng, cho nên mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng trông như chỉ hơn 30 tuổi. Khuôn mặt trắng sáng, nho nhã, nhưng đôi mắt lại vô cùng tinh xảo, dường như lúc nào cũng lé lên tia tính toán. Còn hai người đàn ông còn lại đều là thanh niên hơn 20 tuổi. Trong đôi mắt hai người thấp thoáng có nét giống nhau, đều anh Tuấn điển trai, dáng vẻ hiên ngang, nhưng khí chất lại không giống nhau một người nghiêm túc đứng đắn toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ uy nghiêm của người bề trên còn một người khác lại toát ra vẻ bất cần đời khóe miệng nhếch cười ba người này chính là người có chức vị cao nhất của tập đoàn chu thị chu tấn phong chu dịch thần còn có chu dịch phong an mặc hạ đứng ở cuối hàng trong đám đông vừa nhìn thấy chu dịch phong nổi bật nhất trong đó gần như theo bản năng cô nhanh chóng trốn phía sau một đồng nghiệp nam đứng trước trong lòng thầm kêu ca Chẳng phải nói Chu Dịch Phong chỉ là một cái bình rỗng ở Chu Thị, trước giờ không tham gia vào việc của Chu Thị sao? Sao hôm nay anh ta lại có tâm trạng xuất hiện ở đây? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ lại trột dạ nhìn về phía Chu Dịch Phong. Cũng may, ba người Chu Thị dẫn Calari vào trong một thang máy riêng, biến mất trước mặt An Mạc Hạ. Lúc này An Mạc Hạ mới thở vào nhẹ nhõm như được đại xá. Ban ngày, Calari được quản lý cấp cao của tập đoàn Chu thị tiếp đãi nên An Mạc Hạ chỉ phụ trách công việc hậu cần, không có nhiều chuyện để làm. Cô chỉ chờ anh ta tham quan công ty xong rồi theo anh ta về khách sạn. Buổi trưa, để tránh khả năng gặp phải Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ đặc biệt rời khỏi công ty, tìm một quán cơm nhỏ ở ven đường để ăn cơm, nhưng đúng lúc này cô lại nhận được điện thoại của anh. "Đang ở đâu?" Chất giọng trầm gàn của người đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên an mạc hạ nhìn xung quanh theo bản năng xác định chu dịch phong không có ở gần đây mới chột giả đáp ừ, không phải tôi đã nói với anh rồi sao hôm nay tôi đi công tác đang ở thành phố bạch dương ừ, ở thành phố bạch dương đã quen chưa à, cũng được dù sao thì cũng mới đến mà chưa có cảm giác gì khác lạ hơn nữa tôi cũng khá là dễ thích nghi an mạc hạ cười khan quen thì tốt rồi chu dịch phong nói xong câu ấy cuộc điện thoại im lặng một lúc Lúc An Mạc Hạ cho rằng Chu Dịch Phong sẽ không hỏi cô gì nữa, thì anh đột nhiên lên tiếng. À, đúng rồi. Tôi nhớ thành phố Bạch Dương có đặc sản trà khô. Lúc về thì nhớ mua cho tôi một ít. Nghe vậy, An Mạc Hạ sừng sốt mấy giây. Cô không nghe nhầm đấy chứ. Người giàu siêu cấp như Chu Dịch Phong lại muốn cô mang đặc sản về sao? Hơn nữa, còn là loại trà khô giá rẻ. Dựa vào những gì cô biết về anh, người đàn ông này có yêu cầu rất cao đối với đồ ăn. Rất ít khi thấy anh ăn đồ ăn vặt, huống hồ còn là sản phẩm không vệ sinh, nhìn không biết do công dường nào sản xuất nữa. Nếu nơi này không phải là một quán cơm nhỏ, nhìn thấy được toàn cảnh thì cô thật nghi ngờ Chu Dịch Phong đang núp ở gần đây, cố ý đùa bỡn cô, biết rõ cô không thật sự đến thành phố Bạch Dương. Một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được rồi hỏi, không ngờ đại thiếu gia anh cũng thích trả khô đấy. Lời này của cô hơi chua ngoa, cô cũng không có trông mong chu dịch phong sẽ trả lời nghiêm túc nhưng ai ngờ anh lại trả lời rất bình tĩnh và nghiêm túc hơn nữa còn tỏ ra chút hoài niệm rất thích ăn quê ngoại của tôi ở thành phố bạch dương lúc bé mẹ tôi thường mua ít trà khô cho tôi ăn tôi nhớ mùi vị ấy nghe chu dịch phong nói như vậy không hiểu sao an mặc hạ cảm thấy tim mình thắt lại trong ấn tượng của cô chu dịch phong vẫn luôn là cậu ấm tự do phóng khoáng nóng này nhưng lại chưa thấy anh đa sầu đa cảm như thế này bao giờ hơn nữa, đây là lần đầu tiên An Mặc Hạ nghe Chu Dịch Phong nhắc đến chuyện nhà. Mặc dù Chu Dịch Phong rất có tiếng tăm ở thành phố An Lâm, nhưng lại không ai dám nghiên cứu về tình hình nhà anh. Cô chỉ biết anh có một người bố tài giỏi, chính là người sáng lập ra tập đoàn Chu thị, Chu Tấn Phong, còn mẹ anh là người vợ đầu tiên của Chu Tấn Phong, An Thục Vân, nhưng bà ấy đã mất sớm. Người vợ hiện tại của bố anh là con gái đầu của tập đoàn Trương thị, Trương Dĩnh Y, cũng là mẹ ruột của Chu Dịch Thần, anh trai Chu Dịch Phong nói xa cũng buồn cười người vợ thứ hai lại sinh ra con trai lớn hơn cả con vợ đầu nguyên nhân phía sau không cần hỏi cũng biết nghe giọng của chu dịch phong như vậy an mạc hạ cũng không nghi ngờ anh cố ý trêu mình nữa chỉ có thể thầm tính lát nữa lên mạng mua trà khô làm bộ như mình mua về từ thành phố bạch dương để đưa cho chu dịch phong thôi dù sao thì anh cũng không biết cô mua ở đâu được rồi vậy tôi sẽ mua cho anh mấy phần mang về an mặc hạ hào sảng nói bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười nhẹ sau đó là giọng điệu trầm thấp của chu dịch phong được một lát sau an mặc hạ cúp điện thoại lúc này cô mới thở vào một hơi quả nhiên gạt người không phải là chuyện tốt lành gì thường thì bắt đầu bằng một lời nói dối sẽ phải dùng cả trăm lời nói dối khác để lấp liếm sau này cô không muốn nói dối nữa trở về cô sẽ nói cho anh biết cô đang làm việc ở tập đoàn chu thị là được rồi sau khi hạ quyết tâm tâm trạng của an mặc hạ thoải mái hơn nhiều Cô vùi đầu nhanh chóng ăn hết phần cơm còn lại rồi về phòng làm việc. Buổi chiều xem như thuận lợi, cô bình an vô sự chịu đựng đến buổi tối. Khi tiền nắng cuối cùng của Hoàng Hôn tắt đi, rốt cuộc An Mạc Hạ cũng nhận được điện thoại của Lục Hiểu Như, nói rằng Calari chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, bảo cô nhanh chóng đi xuống. Cô lập tức kéo vali mình mang theo, đi thang máy xuống tầng 1, đến chỗ mà Lục Hiểu Như nói. Có điều Calari và đồng nghiệp của anh ta còn chưa có tới. An Mạc Hạ cất vali của mình vào xe xong, đứng ở cạnh xe thương vụ chờ đợi. Gió đêm hè hơi lạnh, An Mạc Hạ lại mặc một chiếc váy không tay. Cô không khỏi run người, nhẹ ôm hai tay mình. Ngay lúc cô đang tính lên xe chờ, lại thấy cách đó không xa có một đoàn người đang đi tới. Người đi đầu tiên chính là người con lai mễ hoa mà hôm nay An Mạc Hạ nhìn thấy ở sân bay. Calari, Lục Hiểu Như và hai nhân viên phòng quan hệ công chúng đi bên cạnh anh ta. Lục Hiểu Như tươi cười, đôi môi tô son xinh đẹp mấp máy. Hình như đang nói chuyện với Calari, anh ta cũng cười nhạt đáp lại. Calari, hôm nay chúng ta tới đây thôi, chắc anh cũng mệt lắm rồi, mau về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Đi tới trước mặt An Mạc Hạ, Lục Hiểu Như dừng bước, mỉm cười nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. À đúng rồi, đây là nhân viên chúng tôi sắp xếp ở khách sạn, ban đêm anh có cần gì thì cứ việc tìm cô ấy, Lục Hiểu Như vừa nói vừa chỉ vào An Mạc Hạ ở bên cạnh. Theo ngón tay Lục Hiểu Như, Calari tự nhiên nhìn về phía An Mạc Hạ, đôi mắt đen sâu thẳm hứng thú quan sát cô một vòng từ trên xuống dưới. Được Lục Hiểu Như ám chỉ, An Mạc Hạ lập tức tiến lên mấy bước, đưa tay ra lễ phép đói. Anh Calari, chào anh, tôi tên An Mạc Hạ, từ giờ tôi sẽ tiếp đại anh. An Mạc Hạ, một cái tên rất hay. Calari cũng đưa tay ra bắt tay với An Mạc Hạ. Cảm ơn anh đã khen, An Mạc Hạ nói cảm ơn. Lục Hiểu Như ở bên cạnh thấy không còn vấn đề gì nữa, vẫy tay tạm biệt Calary nói: "Vậy Calary, ngày mai chúng ta gặp lại nhé." Calary gật đầu, ôm Lục Hiểu Như một cái, cùng các đồng nghiệp đi lên xe thương vụ. An Mạc Hạ theo sát phía sau, ngồi ở vị trí sau cùng. Trên đường, Calary thường nói chuyện với An Mạc Hạ mấy câu về những vấn đề liên quan đến Hoa Hạ. Suốt dọc đường, hai người trò chuyện rất vui vẻ, điều này khiến An Mạc Hạ vốn đang căng thẳng cũng bình tĩnh lại. Nhớ đến những chuyện kỳ lạ mà Dương Phán Phán nói trước kia, An Bạc Hạ cảm thấy Calari ngoài việc hay khoa trương ra thì những thứ khác đều rất bình thường. Khách sạn được sắp xếp là khách sạn 5 sao cao cấp nhất thành phố An Lâm, khách sạn quốc tế Đế Sàng. An mặc Hạ xuống xe, chân mày lập tức nhíu chặt lại. Khách sạn Đế Giang để lại trong cô ấn tượng vô cùng xấu. Dù phục vụ và chất lượng số một, nhưng Lý An Kiệt đã làm nhục cô ở vườn hoa phía sau khách sạn này. Chuyện đêm hôm đó, hôn một người đàn ông mà mình ghét, đến giờ nhớ lại An Mạc Hạ vẫn chỉ thấy run người. Cảm giác bất an lại dâng lên. An Mạc Hạ luôn cảm thấy khách sạn này không hợp mệnh với mình. Tới đây cô sẽ có chuyện. Cô An mặc Hạ không đi sao? Calari nhìn An Mạc Hạ hơi hốt hoảng, liền lên tiếng dò hỏi. Lúc này An Mạc Hạ mới hoàn hồn lại. Cô vội vàng mỉm cười đón Calari và đồng nghiệp của anh ta tiến vào khách sạn. Mình đi theo phía sau. Đài sành khách sạn vẫn nguy nga lộng lẫy như lần đầu tiên cô tới. Ở chính giữa đặt một đài phun nước cỡ lớn. Nước phun ra từ chính giữa đài, từ trong miệng con thú trông vô cùng khí thế những giọt xương nhỏ bắn lên xung quanh. Sàn nhà lát đá cẩm thạch nhạt màu, dùng hoa văn hình cong đen để tô điểm. Trên trần nhà treo một chùm pha lê màu vàng vô cùng hoa lệ. Ngoài ra, ở quầy lễ tân còn gắn một bức tường thủy tinh, hình thù đặc biệt, vừa cao quý, vóng khoáng, lại vừa có cảm giác hiện đại, khiến cho người ta không khỏi khen ngợi. An Mạc Hạ làm thủ tục cho Calari và những người đi cùng ở quầy lễ tân xong, được nhân viên khách sạn hướng dẫn, mọi người cùng lên tầng 20 của khách sạn quốc tế Đế Giang. Tầng này là khu phòng cao cấp nhất của khách sạn, phòng nào cũng là phòng tổng thống cao cấp. An Mạc Hạ cũng may mắn được hưởng ké từ đám người Calari cũng ở tầng này. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được tiến vào trong phòng tổng thống cao cấp. Anh Calari, tôi ở phòng 2216, anh có chuyện gì, có thể tới gõ cửa tìm tôi bất cứ lúc nào. An Mạc Hạ đưa Calari đến phòng, lễ phép nói. Được rồi, nhưng buổi tối cũng không có việc gì cả. Tôi sẽ không quấy giày giấc mộng đẹp của cô An Mạc Hạ đâu. Dứt lời Calari giang tay ra muốn ôm tạm biệt An Mạc Hạ. An Mạc Hạ biết đây là phép lịch sự của người phương Tây nên cũng không có nghĩ nhiều, chuẩn bị ôm lại. Nhưng đúng lúc này, hành lang yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng đóng cửa nặng nề. Đương nhiên, Calari và An Mặc Hạ không ôm tiếp nữa. Hai người đều nghi ngờ nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhưng chỉ kịp thấy cửa phòng 2218 bay ra một lớp bụi mỏng. An Mặc Hạ cạn lời thầm liếc mắt, không ngờ tới tầng này mà còn có người không có lịch sự như vậy. Xin lỗi anh Calari, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho Lễ Tân để bọn họ nói chuyện với khách hàng phòng 2218, bảo người đó cẩn thận chút, không quấy giày anh nghỉ ngơi. An Mặc Hạ ngại ngùng nói, Calarui nhún vai, cũng không có mấy hứng thú ôm An Mạc Hạ, sau khi tạm biệt cô, anh ta đi vào trong phòng. An Mạc Hạ cũng trở về phòng mình, hít sâu một hơi, nằm lên chiếc giường cao cấp mềm mại. Wow, đây chính là phòng tổng thống, một đêm mấy trăm nghìn tệ, trước kia cô còn không có dám mơ tới. Những chuyện xảy ra gần đây cứ như là mơ vậy, khiến cho An Mạc Hạ đang nằm trên giường cảm thấy hốt hoảng, đầu cũng rối loạn mấy tháng trước cô vẫn là một người bạn gái mẹ già vì nuôi giang doãn hâm mà đầu tắt mặt tối bôn ba khắp nơi không ngờ mới qua mấy tháng ngắn ngủi Cô đã thay đổi, không chỉ hình tượng cá nhân đổi mới hoàn toàn mà còn tìm được một công việc mà rất nhiều người mơ ước, trở thành một cô gái hiện đại, xinh đẹp, quyến rũ, độc lập, tự cường. Bây giờ cô lại nhờ công việc này tiến vào khách sạn cao cấp mà trước kia mình không dám nghĩ tới. Quả nhiên, ở chung với tên cặn bã không thương mình chỉ kéo mình tụt lại phía sau, khiến cho mình tệ hại hơn thôi. Chỉ có độc lập tự cường mới có thể khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, cũng có thể gặp được một người đàn ông tốt hơn. Nghĩ tới đây, trong đầu An Mạc Hạ không tự chủ được hiện lên gương mặt của Chu Dịch Phong. Anh không chỉ đẹp trai đến mức không thể bắt bè được gì, mà chỉ cần anh nhíu mày hay cười một tiếng thì đều nhanh chóng chui vào đầu cô như một cảnh phim. Anh không phải là người đàn ông tốt mà mình muốn gặp đó chứ. Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, An Mạc Hạ đã sợ hãi lập tức ngồi bật dậy. Rốt cuộc cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Người sau này ở bên cô là ai thì cũng không thể là Chu Dịch Phong. Cô nhất định hỏng não rồi nên mới nghĩ bậy bạ như vậy. An Mạc Hạ hít sâu một hơi, quyết định đi tắm nước nóng để thả lỏng. Nhất định là gần đây cô quá mệt mỏi nên mới có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Cô nên nhân cơ hội này hưởng thụ phòng tắm của khách sạn đắt tiền. Cô cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Phòng tắm này rộng rãi, thoáng đẳng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Tất cả mọi thứ đều là tự động. Bồn cầu tự động, bồn tắm tự động, vòi sen tự động, hệ thống rửa tự động thậm chí còn có cả tủ rượu tự động đặt bên cạnh bồn tắm thuận tiện cho khách hàng vừa tắm vừa thưởng thức một ly. An Mạc Hạ không có tiền đồ nghiên cứu hồi lâu rồi mới cởi quần áo ra bước chân vào bồn tắm. Nước ấm dâng lên qua cổ, khiến cho An Mạc Hạ cảm thấy cả người thoải mái. Trong bồn tắm còn có nút ấn để thả cánh hoa, An Mạc Hạ nhẹ nhàng chạm vào. Bồn tắm lớn nhanh chóng dài đầy cánh hoa hồng tỏa hương thơm ngát, khiến cho người đang ngâm trong bồn thoải mái tinh thần. An Mạc Hạ tìm một vị trí thoải mái, tựa đầu vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ cảm giác thư thái của việc tắm rửa mang lại. Bất trí bất giác, cô mơ màng ngủ mất. Cũng không biết bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, đánh thức An Mạc Hạ đang say giấc nồng. Cô nhìn điện thoại đặt trên bục bên cạnh, đã 2 giờ sáng rồi, cô đã ngâm trong bồn tắm hơn 2 tiếng. An Mạc Hạ vội vàng đứng dậy, lau sạch nước đọng trên người, tùy tiện lấy một cái áo choàng tắm phủ lên, bước nhanh tới cửa phòng, An Mạc Hạ đang muốn mở cửa, lại đột nhiên dừng lại, trong đầu có chút nghi ngờ. Đợi đã, giờ này rồi còn ai tìm cô nữa chứ? Phục vụ của khách sạn sao? Có vẻ không đúng. Bọn họ sao lại phải quấy giày khách lúc nửa đêm chứ? Tạp vụ sao? Lại càng không? Đây là nơi nào chứ? Người bình thường căn bản là không vào được. Chỉ còn lại có người kia thôi, khách hàng người mễ, calorie. Nghĩ tới đây, trai tim cô đột nhiên đập mạnh lên. Không phải anh ta nói ban đêm sẽ không có việc gì rồi sao? Sao còn đến tìm mình lúc này? Chẳng lẽ... Đột nhiên An Mạc Hạ nhớ lại Dương Phán Phán đã nói, phục vụ khách hàng buổi tối đều giao cho cô nha. An Mạc Hạ càng nghĩ càng sợ, đến lúc cầm vào chốt cửa phòng, tay cô vẫn còn hơi run run. Cô định giả vờ như không nghe thấy, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp gáp, giống như nếu như người trong phòng không mở cửa thì anh ta sẽ không dừng lại. An Mạc Hạ cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ ở hành lang có camera giám sát. Hơn nữa, nhân viên phục vụ cũng túc trực 24 trên 24. Cho dù Calary định quấy rối cô, thì cô cũng có thể chạy trốn được. Nhưng nếu Calary thật sự có chuyện muốn tìm cô mà cô lại cố ý vớt lờ, thì ngày mai chắc chắn sẽ bị phản hồi tới lục hiểu như. Vậy thì công việc này coi như cũng mất luôn. Cái gì mà phụ nữ hiện đại tự cường không sợ thử thách mà đi đâu cũng gặp phải chuyện rắc rối vậy? Nghĩ vậy, An Mạc Hạ nghiến răng nghiến lợi lấy hết can đảm mở cửa phòng. Cửa vừa mở, An Mạc Hạ vẫn chưa nhìn rõ người đứng ngoài cửa là ai, thì một thân hình cao lớn nhanh chóng lao vào, sau đó đóng sầm cửa lại. An Mạc Hạ sợ hãi, lao đào lùi lại phía sau mấy bước. Cô vừa định la lên thì bị một đôi tay lớn bịt miệng lại. Cô mở trừng mắt nhìn, cơ thể không ngừng dãy ruộng trong vòng tay của người kia. Trong lòng cô gào thét quả này xong đời rồi. Xem ra tên Calari này thật sự là một tên mặt người dạ thú. Lần này thì không ai có thể giúp cô thật rồi. Trong lúc An Mạc Hạ đang tuyệt vọng thì một giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông vang lên. Đừng có la là tôi. Nói xong người đàn ông kia thả An Mạc Hạ ra quay người lại đứng trước mặt cô. An Mạc Hạ thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt. Anh, 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 chu dịch phong, sao anh lại ở đây? Chu Dịch Phong nhếch mép nở nụ cười xấu xa. Sao thế? Cháy nhà ra mặt chuột nhé. Chột dạ hả? Tôi, tôi đâu có chột dạ đâu. An Bạc Hạ nhìn làng sang chỗ khác. Tôi trở về sớm hơn dự định không được hả? Chu Dịch Phong khoanh tay lại, chẳng thèm tranh luận với An Bạc Hạ. Chỉ chậm rãi bước tới bên bàn trà, cầm tấm thẻ nhân viên màu xanh lam lên, giờ ở trước mặt An Bạc Hạ nói. Thế đây là cái gì? Ở bên trên có ghi nhân viên phòng quan hệ công chúng tập đoàn Chu Thị. Tôi không biết hôm nay phòng quan hệ công chúng cử người đi công tác ở thành phố Bạch Dương đây tôi... An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong vạch trần không nói được câu nào, chỉ có thể hậm hực cúi đầu. Được rồi, tôi lừa anh là lỗi của tôi, nhưng anh cũng có cần nửa đêm nửa hôm, giả thần giả quỷ xông vào phòng người ta như thế không? An Mạc Hạ hùng hồn nói, ngẩng cao đầu cướp thẻ nhân viên trong tay Chu Dịch Phong tỏ vẻ tức giận. Lại còn vừa ăn cắp vừa la làng cơ đấy. Chu Dịch Phong nhún vai, quay người bước tới ghế sofa ngồi xuống. Tôi nói là đến giúp cô đấy, cô tin không? Giúp cô sao? An Mạc Hạ nghi ngờ nghiêng đầu, đêm hôm khuya khoát, không ở nhà ngủ còn nói đến giúp cô. Chủ dịch phòng định lừa ma hả? Tôi vẫn đang yên ổn, cần anh phải giúp cái gì vậy kìa? Chẳng lẽ tôi đi ngủ cũng cần anh giúp sao? An Mạc Hạ tức giận nói. Ai ngờ chủ dịch phòng đưa ánh mắt xấu xa, lướt nhìn cơ thể của cô rồi cười khẩy. Nếu cô muốn tôi giúp cô đi ngủ cùng, thì tôi cũng không có ý kiến gì mặc dù chu dịch phong không nói những lời lẽ dâm tục nhưng với khuôn mặt xấu xa kia lại thêm việc anh cố ý kéo dài chữ đi ngủ khiến cho an mạc hạ đo ửng cả mặt ý của thằng cha này là như thế nào đây một lát sau an mạc hạ mới tức giận nói chu dịch phong anh mau ra ngoài đi nếu anh không ra ngoài tôi gọi điện cho lễ tân bảo cho bảo vệ đuổi anh ra ngoài đây chu dịch phong chẳng thèm để ý đến lời cảnh cáo của an mạc hạ cô dựa vào cái gì mà đòi bảo vệ lên đuổi tôi ra ngoài vì tôi là khách hàng của bọn họ còn anh không phải Vậy thì ngại quá, tôi ở phòng 2218 bên cạnh. Nói xong, chu dịch phòng lấy ra một tấm thẻ phòng rồi khua khua trước mặt An Mạc Hạ. An Mạc Hạ kinh ngạc ha hốc miệng. Trong đầu cô đột nhiên nhớ ra, lúc cô và Calari ôm nhau, có nghe thấy tiếng đóng cửa phát ra từ phòng 2218. Thì ra là do tên chu dịch phòng này giả thần giả quỷ. Trong lòng An Mạc Hạ, đột nhiên có một cảm xúc kỳ lạ. Lúc vừa rồi, chắc chắn là chu dịch phòng cố ý canh thời gian đóng cửa. Chẳng lẽ, do anh không vui khi cô và calari ôm nhau sao nghĩ vậy trong lòng an bạc hạ lại có chút vui mừng khóe miệng không tự chủ được mà khẽ cong lên này chu dịch phong cho dù anh là khách của khách sạn này thì làm sao chứ chẳng lẽ lại có quyền xông vào phòng khách khác nửa đêm như thế này hả đúng lúc an bạc hạ định kéo người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa này ra thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa động tác của an bạc hạ chợt ngừng lại cô nhìn chu dịch phong một cái chu dịch phong dường như đã đoán được sẽ có người gõ cửa vào phòng an mặc hạ vậy anh ta đưa tay trò lên miệng làm động tác im lặng ý bảo an mặc hạ đừng lên tiếng sau đó khẽ nói vào tai cô tôi đến giúp cô thật mà tôi trốn vào nhà tắm của cô một lát cô ra mở cửa đi calari đang ở ngoài đó nói xong anh không đợi an mặc hạ đồng ý đã phi như bay vào trong nhà tắm rồi đóng cửa lại an mặc hạ vẫn đứng im trong đầu toàn dấu hỏi chấm tên chu dịch phong này rốt cuộc định làm trò gì vậy nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn ra phía ngoài cửa, trong lòng hơi trột dạ. Vừa rồi Chu Dịch Phong bảo, Calari ở bên ngoài, sao anh biết được vậy? Hơn nữa, tại sao Calari lại đến phòng cô muộn như thế này? An mặc Hạ hoang mang bước ra cửa, vì có Chu Dịch Phong ở trong phòng nên cô không căng thẳng như lúc trước nữa, cô mạnh dạn mở cửa. Ở ngoài cửa là Calari thật, nhưng Calari bây giờ có chút không giống như vừa nãy, đôi mắt có chút vô hồn, nhìn chằm chằm vào cô, kỳ lạ nhất là trên tay anh ta còn ôm một đống tài liệu mặc dù an mạc hạ hơi căng thẳng nhưng cô vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nói anh calari không biết muộn như thế này anh còn tìm tôi có việc gì vậy calari không trả lời vẻ mặt vẫn vô hồn như vậy rồi đưa đống tài liệu trong tay cho an mạc hạ an mạc hạ nhận lấy tài liệu cảm thấy vô cùng bối rối nhưng chưa đợi cô hỏi gì thì calari đã quay người đi thẳng chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa cho cô một đống tài liệu rồi đi như vậy thôi ai nói cho cô biết có chuyện gì đang xảy ra có được không Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Chu Dịch Phong thong thả bước ra ngoài, sau đó nghiêng người dựa vào cạnh cửa, nhìn An Mạc Hạ bằng ánh mắt đầy hứng thú. "Cô có muốn biết ý của Calary là gì không?" Chu Dịch Phong hỏi. An Mạc Hạ định thần lại, nhìn về phía Chu Dịch Phong nghi ngờ hỏi, "Chẳng lẽ anh biết sao?" Chu Dịch Phong gật đầu, chỉ chỉ tay vào đống tài liệu trên tay của An Mạc Hạ rồi cười nói, "Cho nên tôi mới nói đến giúp cô, nếu không ngày mai cô toi đời luôn đấy." Nói rồi Chu Dịch Phong bước tới trước mặt An Mạc Hạ. Tay của An Mạc Hạ bỗng nhẹ bẫng. Tài liệu trong tay cô bị Chu Dịch Phong bê ra chỗ bàn trà. Calari là người bị chứng mộng du rất nặng. Trong lúc mộng du, anh ta thường làm những việc mà người thường không thể tưởng tượng được. Sao cơ? Anh vừa nói... Vừa rồi Calari tới phòng tôi gõ cửa là đang mộng du sao? An Mạc Hạ ngạc nhiên há to miệng, đôi mắt đầy hoang mang. Thảo nào vừa rồi nhìn về mặt của Calari hơi lạ. Ánh mắt vô hồn chẳng nói gì, dáng vẻ thở thẫn. Đúng rồi, vậy anh ta đưa đống tài liệu này là có ý gì? An Mạc Hạ không hiểu hỏi. Chu Dịch Phong vẫy tay bảo An Mạc Hạ lại gần sau đó chỉ vào một tờ giấy trên cùng của tập tài liệu. Cô xem tờ giấy này rồi sẽ biết. An Mạc Hạ lại càng thêm nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời Chu Dịch Phong nói. Cô cầm tờ giấy lên xem, chỉ thấy mấy chữ danh sách công việc, bên dưới là một hàng dài những công việc. Danh sách công việc sao? Tôi vẫn chưa hiểu ý của Calari là gì. An Mạc Hạ trao mày lại chu dịch phong kiên nhẫn giải thích cho cô ý là đêm nay cô hoàn thành hết nhiệm vụ trên danh sách này hả an mặc hạ kinh ngạc kêu lên chu dịch phong anh lừa tôi đấy hả sao lại có người mộng du mà còn giao công việc nữa vậy hơn nữa cho dù anh ta thật sự có giao việc cho tôi trong lúc mộng du thì tôi có thể không làm mà ngày mai anh ta thức dậy cũng có nhớ gì nữa đâu nghe vậy chu dịch phong cười khẩy lắc đầu đấy là cô không hiểu calari thôi chứng mộng du của anh ta rất đặc biệt anh ta sẽ nghĩ rằng công việc anh ta giao cho cô lúc mộng du là anh ta đã giao cho cô vào ban ngày rồi nếu sáng mai cô chưa hoàn thành thì anh ta sẽ không để yên cho cô đâu lại còn có chuyện đó nữa hả à? an mặc hạ cảm giác thế giới quan của mình lại được mở rộng rồi hơn nữa cô cũng không thể tìm ai để kể khổ cả bởi vì sáng sớm ngày mai trợ lý của calari sẽ tới chỗ cô yêu cầu cô không được nói chuyện mộng du của calari ra ngoài nếu không sẽ trực tiếp hủy tư cách tham gia hạng mục của tập đoàn trụ thị điều duy nhất cô có thể làm là thức thâu đêm hoàn thành chỗ công việc này rồi sáng mai giao cho calary những thông tin chủ dịch vòng nói với cô hơi quá tải khiến cho an mạc hạ mãi mới phản ứng lại được lúc trước Dương phán phán đầy trách nhiệm phục vụ calary vào buổi tối cho cô là vì biết trong lúc mộng du anh ta sẽ giao cho nhân viên hơn nữa còn không thể tiết lộ cho người khác biết vãi trường cô còn tưởng calari là tên mặt người dạ thú đêm đến sẽ đổi thú tính chứ không ngờ tới nước đi này nhưng như vậy thì cũng chẳng có gì tốt đẹp an mạc hạ nhìn đống công việc trên tờ giấy mà khóc không ra nước mắt bây giờ làm sớm vẫn còn kịp chứ để sáng mai cô mới biết thì chắc chắn cô không thể hoàn thành xong lúc đấy cô sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn chu thị mà chẳng hề biết lý do an mạc hạ hít dài một hơi trong lúc cô đang tuyệt vọng thì cô đột nhiên nhớ ra những lời lúc nãy chu dịch vòng nói với cô anh nói là anh đến giúp cô mà. Vì vậy, ngay lập tức, cô dùng ánh mắt ai oán. Cầu xin nhìn người đàn ông vẫn đang ung dung ngồi trên sofa. Chu Dịch Phong, câu anh vừa nói có thật không đây? An Mạc Hạ cắn môi nói. Câu nào? Chu Dịch Phong giả vờ không biết. Câu mà anh nói mới lúc nãy đó, đặc biệt qua đây để giúp tôi ấy. Giọng nói của An Mạc Hạ càng ngày càng nhỏ. Vừa nãy tôi có nói câu như vậy hả? Chu Dịch Phong trêu đùa. An Mạc Hạ siết chặt bàn tay lại. Tên Chu Dịch Phong này chắc chắn định nhân cơ hội này để đùa cô, nhưng cô phải nhịn cơn giận này xuống, cười nịnh nọt. Thiếu gia Chu Dịch Phong, anh nói đi, chỉ cần anh đồng ý giúp tôi thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Nghe vậy, đôi mắt của Chu Dịch Phong chợt xẹt qua tia sáng, nhìn người phụ nữ trước mặt rồi hỏi, điều kiện gì cũng đồng ý thật sao? An Mạc Hạ không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức gật đầu. Được, vậy thì tôi muốn... Chu Dịch Phong đột nhiên đứng lên rồi bước từng bước lại gần An Mạc Hạ, ép cô vào góc tường, tay anh chống vào bức tường giam an mạc hạ vào giữa vòng tay vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên lồng ngực của chu dịch phong gần như dán lên người của an mạc hạ khiến cô hít thở cũng khó khăn chỉ biết ngây ngốc nhìn người đàn ông ngay trước mặt khuôn mặt cũng dần dần ửng đỏ chu dịch phong anh muốn làm gì An Mạc Hạ ngừng khuôn mặt xinh đẹp lên, định đẩy người đàn ông đang giam mình ra, nhưng cô vừa ngẩng đầu lên thì Chu Dịch Phong đã giữ lấy khuôn mặt cô. Ánh mắt anh lướt từ đôi mắt đến chiếc mũi rồi dừng lại ở đôi môi quyến rũ của cô. Trái tim của cô cùng run lên theo từng cử động của Chu Dịch Phong, không biết phải phản kháng lại như thế nào, chỉ biết ngây ngốc nhìn vào đôi mắt anh. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chính là... Chu Dịch Phong còn chưa nói xong thì anh đã cúi đầu hôn lên đôi môi quyến rũ của An Mạc Hạ ban đầu chỉ là nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng sau đó thì là dây dưa triển miên hồn đến mức an mặc hạ hoa mắt chóng mặt trong đầu cũng trống rỗng chóp mũi chỉ còn lại hơi thở của chu dịch phong mùi hương của anh không khó chịu như những người đàn ông bình thường mà lại mang một mùi thơm tươi mát khiến cho người ta không khỏi chìm đắm vào trong đó một lúc lâu sau chu dịch phong mới buông an mặc hạ ra không khí bỗng nhiên yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ái muội phát ra từ miệng của hai người Chu Dịch Phong lên tiếng và vỡ bầu không khí yên lặng. Được rồi, tôi đã đạt được điều tôi muốn. Bây giờ tôi sẽ làm việc giúp cô. Giọng nói của anh không bình thường nữa mà có chút kiềm chế, giống như anh vừa cố gắng hết sức để buông An Mạc Hạ ra vậy. An Mạc Hạ đột nhiên tỉnh táo lại, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Hai má vốn đã đỏ bừng, giờ như muốn bốc khói luôn. Chu Dịch Phong, cái tên khốn kiếp này tự dưng lại hôn cô. Sao cứ đứng đơ ra vậy? Mai có muốn hoàn thành nhiệm vụ không? Chu Dịch Phong thấy An Mạc Hạ đứng im hồi lâu thì nở nụ cười dịu dàng, rất tự nhiên kéo tay An Mạc Hạ định đưa cô đến chỗ bàn nước, nhưng ngay khi chạm vào tay An Mạc Hạ liền bị cô mạnh mẽ hất ra như bị điện giật vậy. "Tôi tôi tự đi được." Nói rồi An Mạc Hạ liền bước nhanh đến chỗ sofa ngồi xuống, cúi đầu giả vờ như đang nghiêm túc làm việc, nhưng cô không nhận ra là mình cầm ngược tài liệu. Nhìn thấy An Mạc Hạ như vậy, Chu Dịch Phong bất lực lắc đầu cười, may mắn vừa rồi kiếm nén được dục vọng chỉ hôn cô một cái. Nếu thật sự làm ra chuyện đó với cô bé này, anh không biết cô sẽ ra sao nữa. Chủ dịch phòng cũng bước đến trước sofa, ngồi xuống bên cạnh An Mạc Hạ. Nhưng vừa ngồi xuống, An Mạc Hạ đã vội vàng nhích sang bên cạnh, như không muốn ngồi quá gần anh. Chu Dịch Phong cũng không để bụng, chỉ lặng im vươn tay ra đảo ngược tập tài liệu lại trong tay của An Mạc Hạ. Sau đó thì cầm danh sách công việc nói. An Mạc Hạ, chúng ta làm từng công việc một. Hai việc đầu tiên đơn giản, cô tự làm. Hai mục sau khó hơn một chút, tôi sẽ giúp cô hoàn thành. Nói rồi, Chu Dịch Phong cũng không để ý đến sự lúng túng của cô, xếp gọn tài liệu trong tay, đưa một số tài liệu liên quan cho cô, rồi vùi đầu và làm việc. An Mạc Hạ ngồi bên cạnh, không thể bình tĩnh giống như Chu Dịch Phong, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía anh. Chỉ thấy người đàn ông đó cúi đầu làm việc, đôi mắt cụp xuống, lông mi vừa dày vừa rậm, khẽ nhấp nháy như sắp phát sáng. Cộng thêm ánh sáng vàng ấm áp từ đèn chùm pha lê chiếu vào đỉnh đầu, khiến Chu Dịch Phong trông như được bao bọc bởi một quần sáng dịu nhẹ, trông vừa thật vừa ảo. Người ta nói đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất quả thật không sai, đặc biệt là người đàn ông vốn đã đẹp trai hoàn mỹ như Chu Dịch Phong. E rằng không có người phụ nữ nào lại không siêu lòng khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh nghĩ đến đây an mạc hạ lập tức lắc đầu cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy cái gì mà siêu với trả lòng chứ cô không thèm thích anh đâu an mạc hạ hít một hơi thật sâu ra lệnh cho bản thân bình tĩnh lại và nhìn vào tập tài liệu trong tay cuối cùng vứt hết những suy nghĩ kỳ quái trong đầu từ từ chìm đắm vào công việc thời gian cứ thế trôi đi các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.